Ngày mới Tấn chúc cả nhà mày mới vui vẻ và luôn thành công mọi công việc nha. Bây giờ Tấn đi chặt dừa nước về ăn hay quan nè, cảnh dừa nước hay quan. Bây giờ mình xuống đây cắt với vợ mình cắt dừa nước nha bạn. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho Tấn nha. Cảnh sau lưng của mình ha. Giờ mình đi cắt dừa nước nha. Rồi mình đi theo chân vợ Tấn đi chặt dừa nước nha bạn. Đó, dừa nước nè. Giờ Tấn chặt ở dưới đó. Yeah. Đây dừa nước nhiều lắm các bạn. Cảnh gì nữa ha. Bao la dừa nước luôn à. Thì kiếm dừa nước đã có bày chỉ cho các bạn xem. Giờ mình đang đốn ở dưới đó. Đi xuống dưới nước mới thấy được các bạn. Đốn dưới đó các bạn. Non không? Mùa này dừa nước ăn cũng ngon các bạn, nhưng mà nó non nhiều quá. Nó hơi quậy các bạn. Quậy dưới đó các bạn. Chặt nó mới quậy đó các bạn. Quậy dưới nước này các bạn. Đó thấy không? Giờ mình đang chặt. Phần á. Phần mới rụng á. Được không? Hả? No. Nó coi để em coi cắt. Coi là nhỏ chứ. Cũng thật đó mà để đặt thử ra. Ồ, con ba khía bự chà bá con tôi. Được rồi. Nè nó nè. Nó đi ba khía. Ăn được không? Nó vậy à. Nó xèo á hả? Ok. Đồ bà lội ướt hết trơn. Để đi. Ừ. Đây các bạn. Nhưng mà đều được không sao. Ờ, đập tôi cơ. Đập cái mũi á. Nhiều nước bụng chờ bao không các bạn. Chập lại đi. Con. Ok. Chập đi. Để chặt đi. Đụng quay nữa các bạn. Rồi, được rồi. Ê, cái gì rớt rồi, ruột rồi. Ăn sình đâu. Cầm nó ruột cái ấy. Bự nha các bạn. Thôi, cái đó già rồi. Nó bự các bạn, khổng lồ các bạn, một quầy chà bá lửa luôn, thấy không? Kiếm nãy giờ các bạn, bự lắm dữ, có hai cái quầy dưới đó các bạn, mình ở trên bờ thôi, mình mới xuống nước rồi. Lên bọc nó lên luôn đi. Được rồi, tủ rồi. Chặt cái con máy quậy trên này rồi. Ngon. Ngon.
qua chợ dừa nước. Dừa nước thì nhưng mà thịt dừa ăn thì không có gì. Thôi về đây. Lại chỗ đó đi, nãy chỗ đó 20 ngày. Quay về đây. Coi là thành quả được bao nhiêu quầy nha các bạn. Cảnh rồi. Quầy này bự nha các bạn. Giờ thành quả của quầy này. Quầy này. Được 2 quầy. Thằng kia quầy nước 3 quầy các bạn. Đó các bạn. Thì nó dọn bày nó đây. Rồi xuống giờ xuống tốn chưa. Nó trồng quá các bạn. Ơ chắc già em ơi. Không, không già. Trên nè các bạn. Dạ đúng không? Đây. Đây là đây là thêm mấy quả nữa. Mấy quả nữa bạn. Giờ xúm nhau sách nè các bạn. Nước mùa này nó ngon các bạn, nó ngọt lẻ mà ngoài dừa nước này các bạn, nó già các bạn. Nguyên hàng các bạn. Ờ, nó có ngon đâu. Nó khen ngoài nữa các bạn, nó yếu đó các bạn. Đại đi. Đập có đập đó. Dính liền. Quầy đó. Được quầy nữa các bạn. Dương này luôn ha. Dương này luôn. Đưa ra. Quầy nữa các bạn. Quầy cho bá. Giờ các bạn được 5 quầy các bạn. 5 quầy nè. Nãy giờ tính với tính đốn vừa nãy mới về các bạn. Giờ tính trễ sẵn rồi tính ăn review cho các bạn xem ngon không nha. Vừa nước mới đốn các bạn ăn cỡ như vậy nha các bạn nha. Đó mới ngon nha các bạn nha. Đó mình ăn như vậy. Nó mỏng như vậy nha các bạn. Xin mời các bạn nha. Ngon các bạn. Mình ăn hết dĩa này cho các bạn xem luôn. Nè, những ngon như vậy các bạn nha. Này mà mình để đá vô mới ngon nha các bạn. Mình làm gì đó. Mùa này dừa nước mới ngon các bạn nha. À, nó dài với non tà lưa chứ nè. Nè, nó dễ các bạn nha. Nè. Nó ngon các bạn không? Nó ngọt ngọt. Nó giòn giòn. Những này nó hơi mỏng quá nha các bạn. Nhà ăn gì nhầm người đâu. Thích vậy nha các bạn.
nó mỏng thì nó ngọt nè. À, nghe đó bạn chơi luôn, đó, ngon như thế nào các bạn? Cái này mới non các bạn, nó rất ngon rồi, hết dĩa này luôn, hết mâm này luôn các bạn. Cái này có nước không? Này cái này mới ngon các bạn nha, mời các bạn nha. Rất ngon. Ngọt hay à, ngon quá bạn, cái này mới ngon nè, này mới ngon nè, ngon rồi mình chắc thôi, mình miếng các bạn cho nè, chỉ kiếm buổi trời luôn các bạn, không được như vậy á, cây dừa nước này nhiều thiệt nhưng mà kiếm trần thân. Ngon quá. Ăn mỏng mỏng vậy mới ngon. Ăn tới 2 miếng các bạn nha. Ăn cỡ vậy nè các bạn. Có nước nè, trong nè. Giờ hết rồi. Nè các bạn. Rất ngon. Nè các bạn. Cái này mới ngon. Nè đập đá bỏ vô trộn. Đường. Nè muốn bỏ sữa bỏ vô. Quéo. Mời các bạn. Cái này mới ngon. Chắc đây không? Bạn. Cái này muối mới dày nữa bạn. Nó muối dày nè. Rồi các bạn nè. Ngứa. Đã. Rồi. Này nó hơi cứng quá các bạn. Cứng quá, con ngựa. Nó giòn. Mới ngon, này mới ngon. Này nó hơi cứng nha, hơi cứng cải các bạn. Ngon ngon. Mềm mềm. Các bạn nha, hai cái nữa rồi các bạn. Ngon. Nhà mình nấu chè ngon các bạn. Rồi mình cũng kết thúc video tại đây nha. Mấy đăng ký kênh và chia sẻ cho Tuấn nha. Bye bye.